Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện Bại Tích Chính rồi đây sẽ được các nhà làm sử ghi lại với nhiều pha gay cấn. Lúc ấy sẽ có sự phản chiếu phức hợp từ nhiều góc nhìn khác nhau, địa chính trị với bang giao chính quốc, chư hầu dầu khí với chiến lược lớn, nước lớn, đặc biệt là cuộc thương chiến Mỹ-Trung. Tất cả đều liên đới khiến những ai quan tâm đến thời cuộc sẽ phải thảm thốt, trạnh thương cô Kiều như đời dân tộc, sắc tài, bao mà lại nắm chuyện chuẩn chuyên. Ví đời dân tộc với cô Thúy Kiều có thể gây phản cảm nhưng bao trùm lên tất cả là tiếng kêu xé lòng của thi nhân đối với tình cảnh bi thương của đất nước lâu nay. Việt Nam xét trên một số mặt có thể tiến tới vạch xuất phát để tham gia vòng đua xếp loại cường quốc tầm trung. Xếp loại thôi, được hay không lại là chuyện khác. Ngày 11 tháng 6 năm 2019, tờ Bangkok Post của Thái Lan đã đăng tải bài viết với nhận định Việt Nam đang đóng vai trò là cường quốc tầm trung bất đắc dĩ ở châu Á. Nghịch lý chưa giải mã được là tại sao đất nước có một vị trí quốc tế như thế mà bao đời này vẫn luôn bị đe dọa về an ninh và phát triển, đối đầu với Trung Quốc tại khu vực Bãi Tư Chính nằm ngay trong EEZ của Việt Nam càng cho thấy, cũng như các thế kỷ trước đây, ngày nay Việt Nam vẫn dễ bị can dự vào các cuộc tranh bá đồ vương ở khu vực cũng như toàn cầu. Có nhiều giả thuyết cũ và mới giải thích đối đầu Trung Việt tại khu vực Bãi Tư Chính từ đầu hè đến nay. Hãy bắt đầu bằng các lập luận gần đây nhất vì nghe có vẻ mới và giật gân. Tuy nhiên, cần thời gian ít nhất là vài ba tuần tới mới kiểm chứng được mức độ khả tín của các giả định này. Trung Quốc quấy nhiễu ở khu vực Bãi Tư Chính trước hết là để quậy phá việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ. Giả thuyết này nghe có vẻ hợp lý, nhưng từ đây có để đi đến kết luận nếu ông Trọng thôi không đi Mỹ, Trung Quốc sẽ hết quấy rối Việt Nam ở Bãi Tư Chính thì có vẻ quá đơn giản. Chiến dịch Bãi Tư Chính năm nay của Trung Quốc không thể kết thúc một cách lãng xẹt như vậy. Cho dù đẩy lùi sự xích lại gần nhau giữa Hà Nội và Washington vẫn luôn là một sự ưu tiên trong chiến lược của Bắc Kinh. Nên nhớ trước khi bắn pháo hiệu cho các loại tàu tiến vào khu vực Bãi Tư Chính, Trung Quốc đã khai hỏa mặt trận ngoại giao khá sớm. Hãy xem độ ma mãnh của trò ngoại giao kiểu tàu từ công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng cho đến hội thảo quốc tế 70 năm tiến trình hiện đại hóa xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc ngay giữa lòng Hà Nội. Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Viện Trung Quốc thuộc Viện Hàn Lâm Xã hội Khoa học xã hội nhân văn cùng phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đồng tổ chức. Cái thâm hiểm ở đây là Bắc Kinh đã thao túng được một tầng lớp hủ Marx trong chính quyền Cộng sản Hà Nội, tự dù ngủ mình rồi bơm ma túy vào xã hội Việt Nam bằng và rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tay nắm tay dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng của chủ nghĩa xã hội. Thì đấy, tàu giặc vào ra vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của đất nước như trốn không người mà vẫn nâng bi, vẫn ôm chầm lấy nó như vậy. Cả hai guồng máy độc tài đã đang thi nhau nghiền nát ý chí chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Vậy thì hà cớ gì lại tìm cách bắt bẻ một liễu bồ như cô Bùi Thị Thu Hiền từ Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông cũng thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học, nhỡ chót dại đứng tên trong cái corporate tie. Mặc dầu đọc hết những khuyến nghị về chính sách của cái hội thảo quốc tế từ đầu hè ấy, từ ngày 27 tháng 5 năm 2019 ta cứ tưởng như đã phát ngôn của chính phủ Trung Quốc vậy. Đặc biệt là khuyến nghị đề cập tới việc chấp thuận Bãi Tư Chính là khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam nên đồng ý đưa vào diện khai thác chung. Cô Thu Hiền chẳng chệch hướng so với đường lối chung của hạn của Viện Hàn Lâm Khoa học là bao. Do đó trả lời câu hỏi tại sao ngày 23 tháng 9 Hải Dương 8 rút khỏi Bãi Tư Chính, đơn giản chỉ là thế này. HD8 rút ra rồi lại đẩy vào như chơi, một khi đường lối chung đã vậy thì tất cả chỉ là diễn.
vào hay ra cũng là diễn, mà phải diễn thật khéo để khán giả đừng bức xúc. Khán giả mà bức xúc thì rách việc lắm. Chuyện kể hồi cải cách ruộng đất cũng thực hiện dưới sự chỉ đạo sát sao của các cố vấn Trung Quốc. Trong một buổi chiếu phim tố cáo tội ác của địa chủ, bộ đội đã không cầm được nước mắt, có anh đứng dậy chĩa súng lên phông bắn nát cả màn hình vì chỉ căm thù ngút trời. Rút kinh nghiệm, đảng ta, đảng Tàu ngày nay chỉ đạo Viện Hàn Lâm đến Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật của Việt Nam VUSTA sao cho đừng nảy nòi những chú bộ đội như hồi cải cách. Chả thế mà hội thảo về bài thi chính của Viện Chính sách Pháp luật và Phát triển đã bị cản mũi Kỳ Đà dưới hình thức trì hoãn. Một giả thiết khác vừa mới vừa cũ, đó là sự phối hợp giữa ngoài biển với trong đất liền phải nhịp nhàng sao cho có thể hỗ trợ tối đa các đồng chí còn chưa bị lộ nằm trong đống rơm. Số là thế này, cuộc chiến tranh giành những chiếc ghế tại Đại hội 13 đang vào hồi đánh giáp lá cà, nhưng chớ đơn giản hóa đây là trận đấu giữa những người thân Mỹ và thân Tàu. Không chỉ có thế, cuộc giáp lá cà này từ nay đến trước Đại hội 13 còn là cuộc so găng giữa những người cùng chiến tuyến, đều thân quyền và thân tiền như nhau. Họ chỉ đến từ những nhóm lợi ích khác nhau, nếu tình hữu nghị viển vông và giúp họ có thêm tiền, thêm quyền và kiếm được nhiều tiền hơn, nhiều quyền hơn thì chẳng có sự khác nhau giữa Bộ Ngoại giao với Ban Tuyên giáo như Trung Quốc đang rao giảng. Bộ Ngoại giao có những lần vạch mặt chỉ tên tàu xâm phạm chủ quyền của Việt Nam thì cũng chỉ vì vai diễn của nó phải như thế. Bằng chứng là từ Bộ Ngoại giao chứ không phải là Ban Tuyên giáo đã gọi điện xuống báo cho Vietnamnet, tuần báo Việt Nam yêu cầu phải dỡ bài của một vị đại sứ xuất sắc của mình chỉ vì Nguyễn Trường Giang đã ca ngợi chí khí quật cường, niềm tin mãnh liệt của dân tộc Việt Nam từ lịch sử xa xưa đến nay trong cuộc đấu tranh chống lại những kẻ cướp nước và tập đoàn bán nước. Chuyên truyền của cuộc đời Kiều hay của dân tộc Việt Nam là cùng lúc phải chịu sự bức hại từ hai gã bán tơ, Mã Giám Sinh gốc Tàu và Mã Giám Sinh gốc Việt. Vì vậy, cản phá nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược cũng như bào mòn xu hướng tiến bộ và dân chủ hóa mọi mặt xã hội Việt Nam là hai gọng kìm hiểm độc của chủ nghĩa bá quyền Bắc Kinh toa dập với tập đoàn toàn trị Việt Nam. Cộng sản Hà Nội đang thi nhau chồng vào cổ của người dân trong nước. Hẳn nhiên trong các lớp làng của vở diễn về cuộc đối đầu Việt-Trung từ nay đến Đại hội 13 sẽ được nhà cầm quyền hai nước chủ động dán thêm các nhãn mác khác nhau như mâu thuẫn giữa trung tâm với ngoại vi trong cạnh tranh địa chính trị, hoặc đối đầu nước lớn trước trật tự thế giới, đặc biệt là cuộc thương chiến Mỹ-Trung. Nhưng rồi lộng giả thành chân, biết đâu trong quá trình tương tác giữa các nhãn mác ấy sẽ sinh ra những công lực ngoài ý muốn của giai cấp thống trị. Lúc ấy tất cả chúng ta sẽ quý cô Kiều như đời dân tộc. Chữ kiên trinh vượt trăm sóng tiền đường, chàng kim mã đến tìm, lau giọt khóc và lò trầm đêm ấy tỏa bay hương. Liệu một Kim Trọng từ bên kia Đại Tây Dương có kịp đến để cứu Thúy Kiều như trong đoạn Trường Tân Thanh tiếng kêu xé ruột ấy hay không? Đợi hồi sau sẽ rõ. Kỳ họp thường niên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74 đã khai mạc ngày 17 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Liên Hợp Quốc, thành phố New York, Hoa Kỳ. Trong những ngày này, các quốc gia trên thế giới đang lần lượt thông báo lịch trình các nguyên thủ quốc gia đến tham dự kỳ họp này. Tuy nhiên, về phía Việt Nam, cho đến lúc này, việc Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có nhân cơ hội này để đến thăm Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump hay không, hay vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Các nhà phân tích chính trị cho rằng khả năng ông Trọng sẽ tới thăm Mỹ vào hạ tuần tháng 9 năm 2019 là rất cao. Ngoài mục đích tăng cường mối bang giao với Hoa Kỳ mà còn được phát biểu lần đầu tiên tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Dự đoán này phù hợp với tính khí thích nổi trội vốn có của vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy vậy, theo BBC, trong danh sách các nguyên thủ quốc gia được Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đã không có tên của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Người ta hy vọng rằng trong chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lần này, quan hệ Việt-Mỹ từ đối tác toàn diện sẽ nâng mức lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Thậm chí không ít người còn lạc quan khi cho rằng sau chuyến thăm Mỹ lần này của ông Trọng, Việt Nam sẽ trở thành một đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ giữa lúc Trung Quốc ngày càng gia tăng gây hấn đối Việt Nam trên Biển Đông nói chung và khu vực bãi Tư Chứng nói riêng. Cá nhân tôi cho rằng cứ nhìn vào diễn biến xảy ra trên bãi Tư Chính sẽ đoán ra được ông Trọng có đi thăm Mỹ hay không. Việc Trung Quốc gia tăng gây hấn đối với chủ quyền Việt Nam trên khu vực Biển Đông nói chung và gần đây là bãi Tư Chính về mặt chiến lược không ngoài mục đích khẳng định chủ quyền biển và thực thể nằm trong đường khúc chín đoạn phi pháp của họ nhằm độc chiếm Biển Đông. Còn vấn đề bãi Tư Chính nổi lên trong vài ba tháng gần đây thì thoạt đầu tưởng chừng là một bước tiến mới trong yêu sách nhằm khẳng định quyền khai thác và hợp tác khai thác tài nguyên biển với các nước có liên quan trong khu vực Biển Đông. Như nội dung dự thảo COC của Trung Quốc đối với các thành viên ASEAN, nhưng xem kỹ tình hình chính trường Việt Nam gần đây sẽ thấy một kịch bản nội công ngoại kích trong cuộc chiến phe phái nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm ngăn chặn chuyến thăm Tổng thống Mỹ của Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Hoàn toàn không phải vô tình và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng ngày 18 tháng 9 đột nhiên tuyên bố trơ trẽn khi nói rằng Việt Nam phải chấm dứt các hoạt động khoan tìm dầu khí đơn phương tại bãi Tư Chính. Đồng thời, ông Cảnh Sảng còn cho rằng Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng nước ở bãi Tư Chính trong khu vực quần đảo Trường Sa. Song theo ông Rich Pauling, giám đốc Asia MTI, đã viết một bình luận trên Twitter cho rằng Trung Quốc vừa làm vừa vẽ cho ra chuyện. Bộ Ngoại giao Trung Quốc muốn tránh đề cập đến đường chín đoạn nhưng vẫn yêu sách mọi thứ trong đó. Vì vậy, bộ này hợp lý hóa các hành động của Trung Quốc ngoài khơi của Việt Nam với việc nói rằng bãi ngầm Vạn An, bãi Tư Chính là một phần của quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp. Song vẫn ông theo Chris Pauling, vấn đề không phải vậy mà vấn đề ở chỗ Trung Quốc muốn kéo vấn đề bãi Tư Chính gắn với các tranh chấp trong khu vực quần đảo Trường Sa giữa các bên. Điều này cho thấy trong vấn đề bãi Tư Chính, phía Trung Quốc đang lúng túng về lý lẽ. Với lý do bãi Tư Chính là bãi ngầm dưới mặt biển, thể địa lý trên mặt biển khi chiều cao gần với lô 06/01, nhất là đảo Trường Sa cách đó 190 dặm, bờ biển Việt Nam chỉ cách đó 140 dặm. Ngay cả khi theo lập trường của Trung Quốc và phán quyết trọng tài năm 2016 là không hợp lệ và Trường Sa được hưởng EEZ thềm lục địa, thì quả thật vô lý để yêu sách lô 06/01. Một câu hỏi được đặt ra là vì sao bỗng nhiên người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng ngày 18 tháng 9 năm 2019 lại để lộ ra điểm yếu chết người của phía Trung Quốc về vấn đề bãi Tư Chính như vậy? Có lẽ nguyên nhân là vì vấn đề bãi Tư Chính có liên quan đến nội tình chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trước chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư Trọng. Còn nhớ trước đây ít ngày, nhà báo Huy Đức, cây bút tín hiệu được cho là thuộc phe cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đã bất ngờ đưa tin về việc ExxonMobil rút khỏi dự án Cá Voi Xanh nhằm kích thích sự phẫn nộ của dư luận cho việc xử lý vấn đề bãi Tư Chính của chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng sau khi kiểm chứng, người ta thấy rằng việc rút khỏi dự án Cá Voi Xanh của ExxonMobil không liên quan đến sức ép của Trung Cộng. Phải chăng Trung Cộng và một bộ phận trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang muốn đẩy tầm quan trọng của vấn đề bãi Tư Chính để phục vụ cho một mưu đồ chính trị nhắm đến chuyến thăm Mỹ của ông Trọng? Cũng không phải vô lý khi Facebooker Đặng Sơn Duân, một người theo dõi chặt chẽ sự kiện bãi Tư Chính trong những ngày này, nói rằng những người đầu tiên đưa tin này dĩ nhiên có thừa lão luyện và kiểm tra bảo vệ uy tín của họ bằng cách không đưa fake news hay tin đồn vô căn cứ đối với những sự kiện như thế này. Tuy nhiên, tôi chỉ không ưa được kiểu gán ghép, gượng ép và vô duyên vào chuyện xây trục với Thoát Trung mà thôi. À, vào cả Trung nữa. Về lịch sử tranh chấp, khu vực bãi chính đã cho thấy Việt Nam đã từng có một thời gian mạnh mẽ quyết liệt trước một Trung Quốc mưu đồ độc chiếm Biển Đông, đặc biệt đối với chủ quyền bãi Tư Chính và các vùng nước xung quanh.
Cụ thể, theo nhà báo Chu Vĩnh Hải cho biết, năm 1992, như để thăm dò thái độ của Việt Nam, phía Trung Cộng âm thầm cấp phép cho hãng dầu Creton Energy Corporation của Mỹ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại bãi Tư Chính. Khi tàu thăm dò địa chấn của Creton hoạt động trái phép tại khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam, phía Việt Nam đã phái hai tàu hải quân xua đuổi quyết liệt. Trung Quốc cũng điều hai tàu hải quân ra đối đầu với hai tàu hải quân Việt Nam. Nhưng trước thái độ mạnh mẽ và kiên quyết của Hải quân Việt Nam, hai tàu hải quân Trung Quốc và tàu thăm dò địa chấn của Creton đã phải ngậm ngùi rút khỏi bãi Tư Chính. Vào năm 1994, phía Trung Quốc lại âm thầm cấp phép cho hãng dầu Mobil và Creton của Mỹ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại bãi Tư Chính, và Việt Nam đã phản ứng dữ dội mạnh mẽ hơn sự kiện năm 1992 bằng cách cho nhiều tàu chiến ra xua đuổi. Hải quân Trung Quốc và tàu thăm dò của Mobil cùng Creton đành phải rút khỏi trong hậm hực. Thế nhưng, đến nay sức mạnh mẽ và quyết liệt ấy gần như đã biến mất. Cụ thể, ngày 3 tháng 7, 2019, tàu thăm dò địa chấn Hải Dương 8 và nhiều tàu hộ tống khác của Trung Cộng ngang nhiên vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở bãi Tư Chính. Ngay lập tức, truyền thông quốc tế và mạng xã hội ào ạt thông tin chi tiết, cụ thể và đối ngược lại phải đến hơn 2 tuần sau. Đến ngày 16 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới công khai thông tin thiếu cụ thể với thái độ hết sức rụt rè. Cũng may, cường độ cũng như các tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cũng dần dần được cải thiện, có phần cứng rắn hơn. Một phát hiện rất thú vị của Facebooker Đặng Sơn Duân, một người theo dõi chặt chẽ sự kiện bãi Tư Chính ngày 21 tháng 9, 2019 khi cho rằng cường độ lịch trình hoạt động của tàu thăm dò địa chấn Hải Dương 8 và các tàu hộ tống khác của Trung Quốc trong khu vực bãi Tư Chính trong thời gian gần đây phụ thuộc vào 3 yếu tố. Nhưng mức độ cần thiết tạo sức ép của dư luận xã hội lên chính phủ Việt Nam được xếp hàng đầu. Điều đó có thể thấy rằng có một thế lực chính trị trong ban lãnh đạo Việt Nam đã và đang cấu kết với Trung Quốc dùng sự kiện bãi Tư Chính để đánh phá lẫn nhau. Cụ thể hơn là ngăn chặn chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với mục đích cản trở việc nâng quan hệ Việt-Mỹ từ đối tác toàn diện thành đối tác chiến lược toàn diện, kể cả Việt Nam sẽ trở thành một đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ. Nếu đúng như thế thì bè lũ ấy đã phạm tội phản bội Tổ quốc theo Điều 108 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về tội phản bội Tổ quốc đã quy định. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hiểm cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tiềm lực, quốc phòng, an ninh thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Nếu biết sức mạnh chính trị của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kể từ trước Đại hội 12 cho đến nay là dựa vào phe cánh chính trị Nghệ Tĩnh, bao gồm Nghệ An và Hà Tĩnh, do cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trước đây cầm đầu. Đừng quên, ông Nguyễn Sinh Hùng là người có công rất lớn trong việc hỗ trợ Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí thư trong Đại hội 12. Sau chuyến thăm Trung Quốc bất thường nửa đêm kết thúc Hội nghị Trung ương 13 khóa 11, trước ngày Đại hội 12 khai mạc chỉ vẹn vẹn có 4 ngày để Quốc vụ viện Trung Quốc ra nghị quyết cho phép quân đội Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được phép đưa quân đội ra nước ngoài để bảo vệ thành quả xã hội chủ nghĩa. Điều quyết định dẫn đến thất bại ê chề của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội 12 tháng Giêng năm 2016. Việc có đến 16 ủy viên Trung ương Đảng tại Đại hội khóa 12 là người quê ở Hà Tĩnh có liên quan gì đến tiền lãi quả hàng trăm triệu USD từ dự án Formosa Hà Tĩnh dùng để mua phiếu hay không, đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Song chỉ biết mối tâm giao mờ ám đó mà nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thoát tội và hoàn toàn vô can trong đại án ngân hàng Đại Dương Ocean Bank của Hà Văn Thắm. Chú ý, vụ việc nóng trong những ngày này đó là việc rộ lên thông tin đòi xử trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong vụ án mua bán thuốc ung thư giả. Đây không phải là một việc vô tình bị lôi ra vào lúc này. Nếu biết, bà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng là người Hà Tĩnh đồng hương với Trương Tấn Sang thì thấy phe Nghệ Tĩnh đang ăn đòn nặng.
Chuyện bảo vệ chủ quyền bãi thứ chính của Việt Nam trước sự quấy phá của Trung Quốc có sự tiếp tay của một bộ phận phe nhóm trong ban lãnh đạo Việt Nam là chuyện không thể chối cãi. Vì thế, đòi hỏi người Việt Nam phải hết sức tỉnh táo, chớ để mình trở thành công cụ tiếp tay cho bè lũ bán nước. Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền là công việc cực kỳ khó khăn. Đây, những công việc lâu dài và trường kỳ của các bên liên quan, không thể là công việc một sớm một chiều. Trái lại, nếu ai không nắm được nguyên tắc này, khi có sự đòi hỏi, các hành động nóng vội trên mức cần thiết lập tức sẽ mắc bẫy để Trung Quốc lấy cớ trả đũa tấn công quân sự, đánh chiếm các đảo Tiền Tiêu hoặc toàn bộ các đảo của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa, như bài họ của Philippines mất bãi cạn Scarborough năm 2012. Việc Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có thăm Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump trong một vài ngày gần đây hay không, câu trả lời không phải ông Trọng có quyền quyết định, mà nó sẽ chính là hàn thử biểu của cuộc chiến phe phái cho thấy phe thân Trung Cộng trong nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang mạnh hay yếu. Ông Trọng không đi Mỹ, Trung Quốc sẽ hết quấy rối Việt Nam trên bãi thứ chính và ngược lại. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp được tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.